Chào các bạn, đây là một con cá nướng. Ở đâu xuất hiện? Ở đây xuất hiện, đây là Thi. Đem một con cá nướng tới. Bất ngờ quá trời luôn. May là mình ở nhà, cái đội bà đem con cá nướng tới cho mình. Sao bà sao không chịu mà coi như là gọi trước không vậy? Ở nhà là Thi để đằng trước bàn. Trời đất ơi, coi kìa. Chủ nhật mà nhìn xuống bất tử. Em sợ chủ nhật lại chị không đi được. Tan chị qua đây đi. Quá Khanh ơi. Chị Khanh, chị qua đây, chị Khanh. Chị biểu diễn thời trang cho mọi người coi giùm. Thôi, coi biểu diễn thời trang à. Không. Chào các bạn. Bữa nay hơi đẹp một chút xíu, hơi xinh xắn chút xíu tại vì Khanh mới vừa đi quay show cùng với Trọng Thắng. Và show gì là show về về tài chính nha, về chương trình bảo hiểm của Khanh ha, nên do đó phải hơi điệu chút xíu, đứng xa ra tí xíu rồi đi lui rồi đi tới, đi vòng tới hả? Đi tới. Trời ơi, nhìn ở trong hình chắc là không đẹp bằng ở ngoài đâu. Ở ngoài chị Khanh nhìn có eo, eo thiệt là eo luôn. Các bạn không ăn bột, chị cắt bột hoàn toàn. Không ăn bột, ăn bún, ăn bánh tráng. Bây giờ bánh tráng có nhiều khi Khanh không ăn bánh tráng luôn, mà Khanh mua cái miếng giống như cái miếng seaweed á. Yeah. Mình cuốn vô mình ăn vẫn ngon như thường. Đó, mình không mình cắt luôn bánh tráng. Rồi từ một cái bữa ăn rất là tình cờ xa đi. Nhờ Thi đem con cá tới cho nên mà chị Khanh mới đi quay về ghé luôn. Tự nhiên cái được ăn, tự nhiên cái được tụ tập. Nhưng mà phải công nhận nhìn đồ ăn là thấy hấp dẫn ghê không? Dạ. Cá này là anh Thi mua ở Hương Đồng Cỏ Nội. Hương Đồng Cỏ Nội là cái tiệm Đồng Khánh cũ đúng không? Dạ. Wow, và bữa nay chị có thêm được cái bánh chỉ gì đó. Bánh bao chỉ, bánh bao chỉ giống em, tổng cộng ở bên trong. Nhưng mà ăn cũng bây giờ bị giới hạn rồi, bị giới hạn rồi. Chứ lúc trước chắc 4 cái đó là chuyện nhỏ đối với chị đó. Ớt này cay lắm mà phải không? Thôi, ok. Em ăn cái gì? Rồi, dạ. Chị làm cho em. Em ăn bánh này cho em chút xíu. Cái gì nó chút vậy? Em sợ nó cay. Mắm này sao cay? Không, Thi nó đâu có thích ăn cay, nó đâu biết ăn cay. Cái này đâu có cay, nước mắm mà chưa có rồi, đổ. Cho xin mời mọi người nha. Mời mọi người. Mình nhúng bánh tráng, mình cuốn, mình vừa ăn, mình vừa nói chuyện. Cho mọi người thăm Thi, cho mọi người thăm chị Khanh. Trời ơi. Chị Khanh thì là gặp hoài rồi. Thi nè, lâu ghê mới gặp Thi. Và bữa nay gặp Thi cũng là một cái sự rất là tình cờ. Tao thử ăn cá Hương Đồng Cỏ Nội coi. Nhìn thấy hấp dẫn lắm đó. Tự nhiên nha. Xương không mà tự nhiên các bạn ơi. Tự nhiên nha. Xin mời các xin bạn mời ơi. Tự nhiên như người Hà Nội. Chứ quên lộn, tự nhiên như nhà Căm Thơ. Ăn. Mời các bạn. Mời mọi người. Cảm ơn Thi. Trời ơi, thôi đừng cảm ơn. Chúng ta ăn thèm món này mà. Được không? Ngon. 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 Ngon hả? Cá mà nó không có mùi là ngon hả? Hồi nãy nó sớm, nó đã nóng, ngon dữ lắm. Cái này cũng ngon mà, cái này cũng còn ngon. Mấy bữa này đó, Tắm có rất là nhiều người gọi điện thoại cho Tắm chia sẻ lắm. Về bệnh tiểu đường á. Có chị mới nói. Ngoại ơi, ngoại ăn luôn ngoại. Ơi, bà ngoại. Má ăn cá đó. Ăn luôn ngoại. Xin mời các bạn cá ăn cơm. Má đâu có ăn được. Ngoại no lắm. Ngoại no lắm không? Mời các bạn. Thôi, ủa ngoại mới không? Ăn rồi nào mà. Tôi biết sao không? Bệnh trị tiểu đường đó là người ta không có cái cảm giác đau. Cho nên khi người ta đau á, người ta không hề biết. Tại vì những người khi học neo mà đi thi á là hạn chế làm cho những người tiểu đường, cho những người tiểu đường giống như người ta ngâm cái chân trong bồn nước nóng mà người ta ngâm lâu, người ta ngâm nóng người ta cũng không có cảm giác được cái đó là nóng. Hay là parafin mà ủ cho người ta nóng quá người ta không hề biết, cho nên rất nguy hiểm. Tiểu đường không có biết cảm giác đau. Cho nên khi người ta bị đến mức độ vậy người ta đâu biết đau đâu, để ta báo cho mình. Đó là lý do ha. Bây giờ mình mới hiểu á. Mình không nghĩ là không có đau ha. Tại vì như vậy là phải đau lắm đúng không?
mà cái gì cho chị nói nào, chị cũng bị tiểu đường. Chị cứ đi bộ một ngày một tiếng hồ, đúng một tiếng không hơn không kém, chỉ đi bộ thôi là đủ à. Chị nói vậy á, mà everyday luôn. Một tiếng, đúng một tiếng không hơn không kém. Đúng rồi. Linh ăn cái mắm có ngon không? Mắm mắm này cũng ngon rồi, nghe là ngon. Các bạn biết không, mình cũng nghe chia sẻ rất là nhiều nha. Ngay cả những người bác sĩ Mỹ của Khanh cũng vậy. Họ khuyên Khanh cái đầu tiên đó mình phải làm á, ngoài cái vấn đề phải biết cách ăn uống cho đúng, cái quan trọng nhất là phải exercise, phải thể dục. Thể dục cho toát hồi mấy lần kìa đi cái thơ á. Nhưng mà phải công nhận á, đi tập thể dục được mấy ngày, một tuần tổng cộng, lần tuần cộng ở nhà cộng đi thơ là được một tuần. Bây giờ có điều là mình phải ráng tiếp tục mình làm hoài á, có nhiều khi mình làm biến á các bạn phải không? Cho các bạn xem một cái đoạn tối hôm qua đi Đức Mẹ Long Biết xong rồi đi bộ cầu thang, có quay phải không Linh? Linh có quay một chút xíu cái đoạn đó nè cho các bạn xem. Rồi, bà Linh bà không có chịu leo cầu thang, bây giờ mình đi bộ. Chiến thắng, niềm tin chiến thắng. Mệt rồi. Trời ơi bạn ơi, ở Long Beach xuống cái biển á nó rất là dài, nó sâu. Nhưng mà mình đi đấy, em đi hai vòng thấy bình thường, không có bị mệt gì hết. Nhưng mà lần đầu tiên đi không nổi á. Tại chị Khanh chưa quen, từ từ cái tự nhiên bây giờ chị ngoại đi được nè. Ngoại đi cái cầu thang đó một mình, ngoại đi tèo một cái lên luôn. Không có, mà cũng ngoại cũng có mệt chút xíu đúng không má? Nhưng mà ngày hôm qua là mình đi hai lần liên tiếp luôn. Các bạn, Linh coi vậy chứ mà yếu xìu, đi có con cái thôi, đi dừng lại luôn, không đi nữa. Leo lên lần thôi các bạn. Bà phải tập đi từ từ là bà cái thể lực bà nó tốt mà. Bữa giờ ngày nào cũng có, cũng đi bộ với bà vòng vòng trong son. Ok, vậy là bữa nay hai lần lên xuống cầu thang ha. Ừ, bữa nay ra Đức Mẹ đi hai lần nha. Linh thích đi cái cầu thang đó lắm. Muốn đi lên trước. Nó dài, nó cao á. Ủa sao mình nhìn thì cao nhưng mà mình đi không sao á. Còn không á, mình đi 100 lần lên xuống cầu thang của Thơ. Chóng mặt chết. 100 lần lên xuống lên xuống. Không, tại vì mình sẵn mình ra Đức Mẹ, ngày nào mình đúng cũng rồi. Phải ra ngày đó thì sẵn mình, đi luôn. Mình đi luôn. Chứ đâu phải là tự nhiên mình đi. Tự nhiên mình đi thể dục mà mình đi ra trên ngoài đó mình đi cầu thang đây đâu đó không? Như một công hai ba chuyện. Nếu có ai gọi xin như Thanh không? Từ trên đó, từ bên trên nhà cách Thơ cũng khoảng là 35-40 phút, nếu mà kẹt xe thì nhiều khi là 1 tiếng đồng hồ. Đi xuống đây đi bộ xong đi về. À, bảnh không? Bảnh không? Tất nhiên là
cho dù là mình exercise đi chăng nữa, mình cũng cần phải có người bạn đồng hành, đúng không? Đúng rồi, như vậy. Nhớ em không có đi. Như vậy? Mình em không có đi. Anh bảo là bảo không chịu đi. Làm gì làm nó cũng phải có bạn đồng hành đó các bạn. Thành ra bây giờ làm gì cũng phải đồng hành. Bây giờ Khanh làm gì Thơ cũng phải đồng hành đó nha. Nhớ đó nha. Lên tắm nha. Tắm đi bộ với bà ngoại ở trong xóm 2 vòng. Xong rồi bà ngoại chỉ đi 2 vòng là đủ rồi. Xong bắt đầu đi chung với bà Linh 1 vòng. Xong rồi á, thì xong tới đi ra biển, đi thêm mấy vòng mà ở ngoài biển nữa. Mà tắm vẫn đi. Đi mà phải đổ mồ hôi luôn á, là đúng. Tốt lắm luôn á. Chị đi chị đổ mồ hôi luôn á Thi. Chị lên cầu thang thì đổ mồ hôi. Chị đi bộ nhớ đi bên vòng vòng bà ngoại, vòng vòng ở nhà bà ngoại vừa rồi cũng đổ em mồ hôi đi, vậy. Em cũng vòng nhiều lắm. Đổ mồ hôi luôn á, mới là tốt. Tại bà không có mỡ. Chạy. Ngủ ghê á. Cho toát mồ hôi ra. Không toát mồ hôi nổi á. Vậy hả ngộ vậy? Không có mỡ bà già. Chứ chị đi xương. Đây chị cũng bị đột, cũng ra mồ hôi vậy đúng không? Ừ. Ra không có. Em không có ra mồ hôi. Lạnh không có mồ hôi đâu. Sao ngoại? Lạnh không có mồ hôi hả? Được, phải nói một câu á là đi cầu thang thì mình đúng cái thể lực, giống như là tại vì mình ráng, mình gán gồng lên để đi, giống như là không, còn khi mình đi bộ thì đôi khi nó không có bằng bằng cái kia, thì mình dùng cái sức mình leo lên, mình leo xuống. Mà các bạn nên nhớ á, là cao lắm á nha các bạn, chứ không phải là nhỏ đâu ha. Nó dốc chứ không phải là thấp đâu. Em không bị gì thì em ăn thoải mái được, nhưng mà chị giờ chị cũng sợ rồi. Mà thiệt sự với các bạn nha, khi mà bây giờ mình coi như bốn đêm nay là Khanh ngủ, Khanh không hoàn toàn, Khanh không bị nứa nữa đó. Nên mình rất là mừng, Khanh nói thiệt, mình rất là mừng. Nên là dù khi bây giờ mà kêu mình ăn lại á, chị bắt đầu chị cũng không muốn nữa. Tại sao bị nứa, em bị nứa hoài nè. Tại vì giống như chị bị đường, hay mỗi lần mà đường nó hơi cao á là chị bị thì mỗi người có một triệu chứng, chân chị bị thẹo đầy là vậy. Tại hồi đó chị không biết, chị gãi á đó. Nhưng mà bây giờ mình biết rồi, nên bây giờ nhiều khi có kêu mình ăn hay là cái gì nữa mình cũng không muốn nữa, là tại vì đúng là mình giống như mình thèm ăn lúc đó thì mình ăn cho thoải mái cái cơn thèm của mình, phải không? Nhưng mà sau đó thì mình phải trả một cái giá rất là đắt đó. Thành ra là bây giờ mình không làm nữa. Nhưng mà các bạn biết không, không phải là mình Khanh không ăn được đâu. Rồi thí dụ như giờ ăn chè đi, thay vì Khanh ăn nguyên một ly thì Khanh ăn một muỗng thôi, ăn cho nó qua cái cơn thèm của mình thôi. Chứ là cái cơ thể mình cũng cần phải có một chút đường nữa, chứ còn hoàn toàn không có đường là mệt lắm đó các bạn. Mẹ em cũng bị tiểu đường, bị mẹ bị là con bị luôn đó nha Thi. Ủa, thấy đậu phộng ăn, đậu phộng mới nhớ. Có một người ha, người bạn á, có hai đứa con mà đứa nào cũng bị dị ứng đậu phộng á. Con kiện kìa, con kiện bị dị ứng. Ủa vậy hả? Ăn vô khó thở liền. Ăn vô không thở luôn á. Ăn vô không thở đó các bạn. Ủa ăn vô nó nhưng mà muốn gần tắt thở chết á. Mà hồi đó đó các bạn, Khanh không tin nha. Hồi đó Khanh không tin, nhưng con mình bị mình mới tin. Người ta nói rằng là ăn đậu phộng á, nhiều khi làm cho nó không biết sao cơ thể nó không chịu á, mà nó có thể nó chết á. Nhưng mà ăn một cái lượng hơi nhiều nó chết á. Thôi có biết trong cái peanut butter đó thì mấy đứa con nít nó hay ăn gì? Dính đậu phộng. Trời ơi, cái đó là đậu phộng rồi. Trời ơi, ăn vô cái đó kìa, đó chở nó đi cứu cấp á em, chở không kịp luôn á. Cấp cứu á, cứu cấp. Đúng không? Cái cơ thể nó mà tội nó lắm nghe thôi, nó ăn vô một cái nó chứ. Mẹ ơi, con feel có cái gì đó trong người con mà nó giống như nó sắp sửa nó block cái hơi thở con lại. Mẹ ơi, hết hồn luôn. Cái chị lúc đó cái bác sĩ chỉ là mình pha liền cái nước chanh á, nước chanh nắp cho nó ăn liền nước chanh, nó giả ra xong rồi phải chở đi vô emergency liền. Sau này á, những đứa mà bị nặng như vậy á thì người ta có cho mình cái thuốc rồi cái ống thuốc không, có chuyện gì để chích liền. Chích đó, chích liền, phải chích liền. Con của bạn em nó chích đó. Mà hồi đó mình không tin đâu nha, nói là ồ ăn đậu phộng vô chết. Trời ơi, mình không tin nó làm gì, ăn đậu phộng dị ứng mà đến nỗi chết. Khi con mình bị rồi, bây giờ người ta cứ người ta hay nói câu là người không chết làm sao. Mình trong hoàn cảnh rồi là mình sẽ hiểu, nên là đừng có bao giờ đó. Thật sự ra từ khi vô rồi lên đó, lên đó không, bà Linh đã tu chai rồi, ổng vô các bạn. Tốt cáo chứ hả. Từ ngày con mình bị rồi á,
mình không bao giờ mình nói cái gì vậy đó, thiệt đó, mình đừng có nói vậy đó, đừng nói. Là người ta nói là cái bài học á, là ví dụ như mình coi thường cái người đó một cái là mình sẽ học cười cái bài người, học liền. Người hôm trước không xong cười, mình học cái bài học đó liền đó. Thiệt luôn đó các bạn, nên từ đó về sau là không bao giờ. Lúc đó chị kêu có con hả? Lúc kêu nó sanh thằng nhỏ chưa có, mà nó có biết thật ra lúc mà các bạn thấy không, khi mà Khanh sanh thằng Út ra đó, nó đủ thứ bệnh đó đó thôi. Từ lúc nhỏ mới sanh ra nó kêu tới 1 tuổi là nó phải nằm bệnh viện rồi. Hồi đó chị không tin cái vụ đó mà cho chị học liền ha. Mà lúc đó là mới sanh ra, lúc còn gần 1 tuổi thôi các bạn, tự nhiên nó cứ bị sốt hoài, mình không biết lý do mà sao con mình nó cứ bị sốt hoài. Cái chừng mà cuối cùng bác sĩ nó phát file down ra đó là cái có cái ống, cái trong đường dây của cái ống lỗ tai của nó nó bị nhiễm trùng hoài rồi. Thành ra cuối cùng phải mổ. Trời ơi, mà các bạn biết không, khi mà con mình nó còn nhỏ, vô nhà thương á, nó gây mê á, nó nhỏ xíu à Thơ, mà nó mặc cái áo của nhà thương á, trộn tôi, xong rồi tôi đưa nó vô, nó khóc mà mình cũng khóc. Khi mà đưa vô xong xuôi rồi á, mình ngồi ở ngoài mình đợi nó cái chừng mà mình đợi lâu quá, xong rồi mình thấy lâu quá mà chưa có cho mình đi vô thăm con. Tự nhiên chị đẩy cửa chị vô đại, chị đẩy cửa chị vô, thì lúc đó thật sự ra nó mà biết chị đẩy cửa vô là nó kêu chị ra liền rồi. Lúc chị đẩy cửa vô là con của mình nó còn nằm ở trong phòng hồi sinh á, mà các bạn ơi, hồi sức á, mà lúc đó Khanh mới biết nha, nó sức cái gì đó mà giống như là thuốc đỏ vậy đó. Mới đầu mình tưởng đâu máu, mình nhìn con mình trời ơi sao nó máu không vậy nè, tại vì giống như cái nó mổ đâu mà nó bùi la lên máu không nghe lúc có la không, trời ơi máu không rồi đó không, lúc đó tao còn nhỏ nữa mà chị khóc rồi nhìn con mình đấy, trời ơi. Cái lúc mà vừa hết hồi mình nhìn con mình thì vừa lúc đó bác sĩ đi ra, cô nurse của đi ra, cô đẩy chị gia đình ra ngoài liền. Chị nói không, ở đây để cho người ta phải lau con mình sạch sẽ người ta mới đưa ra. Thì chị mới hỏi tại sao con tôi nó có những cái màu trên lỗ tai chỗ mổ, thì nó là khi người ta mổ người ta bôi cái gì đó Thơ, nó bôi thuốc gì á, giống như sát trùng, không biết lúc đó cái gì đó không biết. Trời ơi, lúc mà nhìn nó sao mình người nó mắt sao mà mặt mày nó máu không vậy. Trời thôi, mình nhìn thấy con thấy tội nghiệp lắm. Bữa em mới nghe bạn kể, trời ơi, hai đứa đều bị luôn. Mà ăn cái gì mà dính đậu phụ một cục đậu phộng vô là chết. Thế nào thiệt. Cũng bị. Đi cái dị ứng gì không? Thì có đó. Dị ứng mà không nhờ chị bác sĩ thì thi là chắc không biết mình bị luôn á. Thì em hay bị viêm tai mũi họng á. Cái uống thuốc, bác sĩ cho thuốc, cứ mỗi lần uống vô mình thì mình không nghĩ là do thuốc. Nó nổi cục mà nó ngứa, mới nổi nhau như cục mà nó cứng đỏ cục này nè, nhiều cục nó như hộp nút vậy đó. Nút là sao nó giọt lúc nổi trước lên đó, da hả? Nổi lên da mẹ đây á hả? Dạ lúc trước thì nó nổi nhỏ, nhưng mà do mình uống quá trình mình bị lạnh á thì bắt đầu cái nhỏ đó nó sẽ bự lên hạt nút. Cái bữa đó cái kia bự lên cái miệng chén luôn, thử là cái miệng ly vậy nè, nguyên cái dạng bự vậy nè. Mình nó ngứa mà mình khóc, mình cứ nghĩ là do con nào cắn mình. Con nào? Con nào con gì? Cái con nào cắn? Cái đó bị xong rồi. Không, chị kể nghe cái xong cái đi. Giống như là mình đi, lúc đó là đi xuống bà chị chơi. Có chị bác sĩ á, chị cái mới nói chị bơm xong rồi em nó hay bị ngứa cái này. Cái chị kêu đâu dở đầm lên cho nó cầm. Trời ơi trời, từ đây về sau nha, trong cuộc đời phải nhớ luôn cái chữ bắt dream nha, là chỉ ghi luôn cái chữ đó luôn. Thuốc chỉ diễn tả cái viên thuốc là từ đó lúc cái đây bao nhiêu ngày em có uống cái viên này không, nói là có em uống cái viên trắng gì dài vậy nè. Chỉ nói cấm tuyệt trong cuộc đời của em, nhớ kỹ nha, nó lên với cái miệng chén rồi, có nghĩa là em mà còn uống nữa là nó làm chết luôn, tắc nghẽn giống như không có thở được luôn. Tưởng tượng cái thuốc đó là thuốc gì? Trị về infection nè. Chị biết cái thuốc đó là hình như ở bên Việt Nam là người ta không cho sử dụng nữa rồi, nhưng mà vẫn còn những người cho mình thuốc đó, mà thuốc đó nó làm cho người mình nói chung là chữa rất hay. Nhưng mà nó nguy hiểm, rất là good luôn, nhưng mà nó phản người phụ nào mà bị dị ứng nó đó là dễ sợ. Con Thi thằng trai á, thì thằng trai giống mẹ nó cũng bị dị ứng, cũng cho uống thuốc, tự nhiên vô tình nó uống cái đó thì cái miệng nó đứa con gái nở, thằng trai nở liền trên miệng, mà nở trên nổ thì trên đây là mới là nguy hiểm như thầy.
thi là từ phần dưới sang, không có làm tắc nghẽn thở. Thằng con trai mà nở ở đây á, mà mình không không để ý chậm thuốc liền là nó làm ngọt thở chết. Ừ, đúng rồi. Nó thấm cái miệng nó vậy. Ghê quá ha. Mà tưởng tượng sao nó từ cái viên nhỏ cái nó ra thành cái hạt nút như như cái ngày này chị mà đầy nó ác là ngay ở dưới chân mình không à. Cho nên mình nghĩ là con bị cắn chứ nó đầy người mình thì mình lại biết là thuốc rồi. Đến thì ra thành cái miệng ly miệng chén luôn. Chị nói là nó là lúc thì là chị mới diễn tả cho mình thấy cái quá trình à, thì ra mình bị lạm thuốc mình không biết. Mình thấy bác sĩ cho mình 7 ngày thì mình uống cho hết 7 ngày. 7 ngày rồi tái khám, tái khám mà mình còn bác sĩ đây cho biết nữa. Cứ lậm vô mà mình đâu có biết. Rồi là trong cuộc đời qua tới đây luôn. Mỗi lần khám bác sĩ hỏi có dị ứng không, dạ tóc trim. Cái đó là người ta nói cái đó bỏ lâu lắm rồi không có cho xài trim như đậu phộng ghê ha. Dòng họ luôn nha các anh. Nhưng mà thôi khi có một lần thì hận cái bác sĩ đó ghê luôn. Mình đi khám bệnh mình nói em là dị ứng tóc trim nha. Không sao em, cái này là ơ trim em uống đi. Có trim cuối gì? Cùng là chữ trim là không được. Trời ơi, có chuyện riêng luôn. Khi bị uống cái đó, khi bị tiếp như lại điện cho bà chị nói mày nhớ chúng ta cái chữ trim. Trời quả giận lúc đầu luôn á. Đời mày đặt cái nghĩa bác sĩ đó người ta cũng không không có nắm giữ lắm. Dòng họ nào mà có chữ trim là người bắt trim ơi trim cái gì trim đó. Lai chim được. Lai chim thì được. Không hiểu chữ trim vậy. Lai chim thì là khoái không có dữ. Còn giống như đậu phộng á, em cũng bị bộ. Thế không? Được không? Mỗi lần em ăn á, càng ăn á, em tay em bốc càng nhiều á, em ghiền á. Nãy giờ chị thấy ba ăn không? Làm ổ rồi đó, thấy ba ăn rồi sao? Ví dụ ha, em một khoái ăn đậu phộng lắm nha. Con chị ha, chị đó đó, chị mua cá nướng như nào. Cái chị thấy nó mình biết là nó không ăn đậu phộng được rồi. Cái mình lấy ra, mình lỡ ra vậy nó ăn vô vẫn bị các bạn. Trời ơi, tội nghiệp quá ha. Vẫn bị có chất. Ờ, thành ra là đừng có một cái khi đó là dị ứng nặng. Ờ, đã như vậy rồi là phải đừng có bao giờ mà tiếc rồi làm nói ốm sao đó con ơi, ăn đó này. Nó ăn vô một cái thôi, nó vừa khóc mà nó vừa giận chị quá chừng. Ồ, nó vừa khóc nó mẹ con đã nói mẹ rồi. Đúng nó còn nhỏ đó. Từ đó về sau là mỗi lần mà mua đồ ăn gì là phải dặn không có đậu phộng. Cái gì cũng không có đậu phộng á, thì ví dụ như chị ăn cá nướng gì chị phải để đậu phộng riêng rồi cặt làm hai. Chị phải không cho nó ăn ở bên ngoài, nhiều khi người ta có những cái nước sốt thì nó ta có đậu phộng rồi bơm mà bây giờ nó cuốn này nọ nó hay chứ đậu phộng bây giờ nó gặt canh đường cái nó không ăn được, nó không ăn nhiều đồ ăn Việt Nam. Cái thứ hai giờ nó lớn nó biết rồi là nó tự nó lo nó. Thật ra nhiều khi trong cuộc đời này có nhiều cái bệnh mà mình không biết được ha. Có bị không? Hay quá đó là hạnh phúc quá. Thì nói thiệt con không có bị dị ứng gì đó. Dị ứng khổ sở lắm. Thuốc cũng không mà đâu biết được giờ đời dài từ đây tới già đâu đâu. Vậy biết. Là đủ hồi đó 50 năm vậy là quá là biết là mình có dị ứng. Cũng không đốt, cũng tốt quá đó. Nhưng mà nhiều khi hồi giống như hồi đó đi Khanh không bao giờ bị dị ứng cái chủ mình không bao giờ bị ứng cái rau này đi. Tự nhiên tới cái tuổi cái tự nhiên nó đụng cái mình bị mình cũng không biết. Cái tuổi nó thay đổi, tuổi nó già nhiều lúc không bị rồi nhỏ nó bị rồi già nó bị. Nên thấy sao giống như chị thích ăn đường đi, ăn ngọt đi. Đến tuổi chị thì sợ đường. Ờ giờ hết ăn đường được. Thấy ai bị là phải thương người ta nha, thương để cho mình né. Thấy ai bị là mình phải chứ mình đừng có nói chị Khanh chỗ sao ăn đậu phộng mà cũng bị đó. Mình phải cảm thông, phải thương người ta, đồng cảm với họ. Đúng rồi. Chứ mình chơi gì, chơi đất ý. Vậy làm gì có chuyện làm đó. Gì vậy? Làm cái đâu làm gì vậy? Là mình sẽ học bài học đó liền. Bạn Thi á, là nó đang chạy xe ngoài đường á, là tự nhiên nó nghe trong lỗ tai nó kìa. Mày ra giữa đường đi. Mày ra giữa đường là người ta đuổi. Là cái bà trầm cảm á hả? Ừ. Là Thi đang nói về con nhỏ bạn, còn cái chị kia là... À cái chị đã kế. Là nó nói là nó đang chạy xe thì nó nghe mày chạy ra giữa đường người ta đụng mày rớt xuống mày té xuống à mày thấy máu mày thích lắm lỗ tai nó luôn luôn nó bị ảo là ai con nhỏ nào con nhỏ bạn của Thi khác nữa ở Việt Nam thì Thi đang nói là Thi xin cái số điện thoại của con nhỏ nó đang chữa để cho cái chị này à đó là nó đang nặng chữa mà nó chữa hết cho nên Thi rất là tin tưởng nó. Thơ có tưởng tượng nhà nó hả đi theo nó sát nút nó vừa ra tới đăng lăng
bằng công là nó bò dò nó chuẩn bị nhảy xuống. Tại vì trong lỗ tai nó kêu nhảy xuống đi ở dưới á, thích lắm. Cứ mà bệnh gì cơ vậy? Thần kinh nó cũng giống như là bị thần kinh phân liệt. Tinh thần coi như là nó qua luôn cái trầm cảm. Tinh thần phân liệt. Có nghĩa là trầm cảm rồi nó đến, nó để nặng quá nó ra cái thần kinh phân liệt. Nó ra cái ảo giác, cái lúc nào trong lỗ tai nó cũng như nó. Thì nó gặp cái bác sĩ này. Ông này ông chữa cho nó khỏe mạnh, nó không bị gì hết. Nó lúc nào á là nó phải đúng 9 giờ tối nó phải uống thuốc. Không được quên. Tại vì nó quên là nó sẽ bị nặng lắm. Nó không ngủ đêm mà. Nhưng mà từ khi ông chữa thì hết thì mới xin cái số của nó cho chị này. Thì kể nó xong rồi nặng. Chị này đi chữa. Chị mới cầm thì nói là nếu thì chị đi chị nhớ đem theo cái hồ sơ bệnh án của chị đem thuốc theo để cho bác sĩ này coi nha. Chị đem xuống. Ổng không nhìn vô ổng nói chứ trời. Bà mà chỉ cần mà uống thêm một tuần hoặc một tháng là bà nên đường liền tất cả cơ thể bà ra, da bà nó sẽ rớt. Giống tin vậy. Chỉ mới rớt uống cái thuốc gì mà da rớt. Thì ảnh ông bác sĩ đó ổng mới diễn tả mới là bà biết những cái viên thuốc này là cái gì. Đây là thuốc độc. Những người mà bị thần kinh đó, là trong đó có cái độc á, chữa người ta đó là cái viên thuốc. Cái viên thuốc đó thay vì bà nên uống này 1/4 thôi nhưng là bác sĩ đó lại cho bà uống 2 viên. Rồi. 2 viên một lần mà người ta nói chung là bác sĩ có đủ loại. Những người người ta học cái nơi cái chốn người ta am hiểu, người ta biết thuốc này nó sẽ phản ứng cái gì thì đó là những bác sĩ giỏi. Và bác sĩ người ta học nửa chừng á là chết. Chỉ nói trời ơi kia mày cứu tao kia mày cứu mày tự nhiên người ta mày mua đồ mày cứu chị cái á. Bà nói là bà đưa thuốc ổng là bà ổng nó bỏ hết tất cả, người ta cho bà thuốc đều đúng hết, ổng cho giống y như luôn nhưng toàn bộ nhắc lại còn 1/4 à, cái đô sẽ phải xuống. Hủy hoại cơ thể. Chị nói chị uống vô á thì ngủ thì đương nhiên cho mạnh quá thì ngủ ngon lắm. Lúc đang làm cũng muốn ngủ là ngủ à. Nhưng mà da đó không dám gãi. Giải là bắt đầu rớt máu rồi, là bắt đầu nó lộ. Nếu sợ không? Nhưng mà mưa quá trời dài luôn á. Cái khi tự nhiên bữa đó khi mua đồ á, thì ghé qua cái nó sớm lấy chữ tan nhớ. Mình cũng đẹp lắm. Nhưng mà sợ mà. Ai ngồi bà nói là khi phải dỡ áo rồi trốn thoát. Trở lại cái cô mà bị tâm thần phân liệt đó là... Bây giờ khỏe. Là tại sao mà bị cái đó trầm cảm luôn rồi. Cái đó nói chung là thôi cái một phần đó nhiều khi cái gen cái di truyền cái gia đình cái dòng họ người ta thường đó, trong gia đình có một người nào bị hùng hay gì đó là mình phải xét về cái đời ông cha mình xưa á. Nó gen nó mạnh lắm đó. Cho nên bị tâm thần tâm thần rồi đó vậy. Cái đó là cái điều đầu tiên. Điều thứ hai là có những trường hợp mà nó học quá nhiều. Học quá nhiều nó tự nó học nhiều quá nên ra nó bị coi như tự nhiên trong lỗ tai có nghe cái tiếng người kêu lãng gì nhưng mà trước khi vô cái vấn đề mà nghe trước khi nghe đó là đã qua một cái giai đoạn trầm cảm mà không biết. Là khi mà thơ trong thân người thơ tối thơ không ngủ được là thơ phải đi bác sĩ liền. Không được để tự vì cái cơ thể mình bắt buộc quy luật phải ngủ, đúng rồi. Cái quy luật của không ngủ một tuần lễ là thấy hơi mát liền rồi đó. Chính xác, phải đi bác sĩ liền. Chính xác, không nên để kéo dài. Kéo dài là cứ không chịu, kéo dài nó sẽ qua đến cái giai đoạn tâm thần. Đúng rồi. Bởi vì mình đã nhiều khi một đêm mình không ngủ đây, ban ngày mình còn lân cái đầu nữa chứ. Trời ơi, cả mấy ngày trời. Các bạn nào mà giỏi có người thân hoặc là bạn bè mà bị cái tình trạng này nói cho Tâm biết nha. Để Tâm cho cái số điện thoại của máy so cho luôn đi. Số điện thoại thì đâu biết của, khi qua đây rồi cái sim của Việt Nam đâu thì có gì nếu mãi cần quá thì liên lạc với Tám rồi còn tôi nhờ Thi xin cái số sẵn rồi có ai cần mà nhiều lúc mình đâu biết được. Nhiều người ta bị người ta đâu có biết ai chữa cho tốt cho lành thì bây giờ sẵn đây thì mình cho mình người biết, ta biết thì mình giúp được gì mình giúp dạ, nói. Thì đó thôi, bây giờ cái clip cũng đã dài rồi, con cá nó đã hết nãy giờ lâu rồi. Cái đầu nó giờ hơn. Thì bây giờ cảm ơn các bạn đã theo cái clip này của ba chị em, bốn chị em chứ, Linh giấu mặt thì cũng nói rồi. Rồi bây giờ tụi tôi sẽ đi tập thể dục sau khi ăn một con cá nướng. Chúc các bạn một ngày an lành và hạnh phúc nha.
Bye bye các bạn, hẹn các bạn vào clip sau. Bye bye, bye. Bye, nhớ, các bạn nhớ đăng ký kênh Bà Tám Cam Thơ nha. Rồi, bye. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của Bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.